Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Siêu đập Tam Hiệp mang tới nhiều lợi ích to lớn cho đất nước và người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, công trình này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho con người, được các chuyên gia ví như thảm họa sóng thần nếu vỡ đập và phía Trung Quốc cần có biện pháp giải quyết. Lời cảnh báo. Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng những cơn mưa kỷ lục trong những tuần vừa qua, dẫn đến trận lụt tồi tệ bậc nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người đã phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp có thể giữ ở mức tối đa 175 mét. Ông Austin viết trên tờ National Review, mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Đó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói, vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Oslin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Hoàng Vạn Lý, sinh năm 1911, mất năm 2001, là một chuyên gia kỹ thuật thủy lợi nổi tiếng ở Trung Quốc, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, tốt nghiệp Đại học Giao thông Đường Sơn. Hoàng Vạn Lý là người Trung Quốc đầu tiên đỗ tiến sĩ trường Đại học Illinois của Mỹ. Ngày 19 tháng 6 năm 1957, Hoàng Vạn Lý đã cho in tạp văn Bông Hoa Nhỏ trên tạp chí của Đại học Thanh Hoa. Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc được, tỏ ý không hài lòng, bút phê, nói gì vậy? Do vậy, Hoàng Vạn Lý bị gán tội, phái hữu, bị buộc xuống địa phương cải tạo lao động. Ngày 26 tháng 2 năm 1980, ông được Đảng ủy của Đại học Thanh Hoa sửa sai. Hoàng Tiêu Lộ, con gái nhà khoa học cho rằng có 4 lý do để Hoàng Vạn Lý phản đối việc xây dựng dự án đập Tam Hiệp. Những lý do đó được ông làm rõ trong 3 lá thư gửi cho ông Giang Trạch Dân. Lý do đầu tiên, ấy là thượng du sông Dương Tử, lòng sông được bồi đắp chủ yếu là sỏi, không phải là trầm tích. Sau khi đập được xây dựng thì một hòn sỏi cũng không thể thải xuống hạ lưu. Trong vòng 10 năm, có thể lấp kín cảng sông Trùng Khánh và không ngừng lấn ngược về phía thượng lưu. Mùa lũ có thể nhấn chìm cả dải Giang Tân, Hợp Xuyên. Trong khi đó, báo cáo thiết kế được tính toán theo điều kiện không có sự bồi đắp của sỏi, mô hình thử nghiệm lại lấy chất liệu trầm tích tạo lòng sông. Lý do thứ hai, Trung Quốc có nguồn tài nguyên nước dồi dào, được phân bố thích hợp cả về không gian và thời gian. Xem xét trên toàn cầu, phải xếp thứ nhất, không như Trương Quang Đấu nói là xếp thứ sáu. Trung Quốc chỉ thiếu đất được cung cấp đầy đủ nước để canh tác. Sau khi hồ chứa Tam Hiệp hoàn thành, nó sẽ làm ngập 50 vạn mẫu đất và sẽ còn nhiều hơn nữa. Làm ngập như thế để đổi lấy điện, thật không đáng. Lý do thứ ba, về tính kinh tế của công trình không đứng vững. Nếu tính giá thành sản xuất mỗi kilowatt điện thì điện Tam Hiệp đắt hơn từ 2 đến 3 lần so với xây dựng các nhà máy điện cỡ trung và cỡ lớn ở vùng núi. Phương pháp hạch toán kinh tế trong báo cáo là sai lầm. 18 năm đầu chỉ có chi trả, chưa làm ra sản phẩm, càng không thể giải quyết tình trạng thiếu điện hiện nay. Lý do thứ tư, hồ chứa Tam Hiệp có một số trợ giúp trong việc kiểm soát lũ ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, nhưng tác dụng không lớn. Người thứ hai phản đối mạnh mẽ dự án Tam Hiệp là Lý Duệ. Lý Duệ sinh năm 1917, mất năm 2019, người tỉnh Hồ Nam, tốt nghiệp Đại học Cơ khí Vũ Hán, sớm tham gia Đảng Cộng sản, từng là thư ký của các ông Cao Cương, Trần Vân và Mao Trạch Đông, rồi bị bắt tù nhiều lần, sau được phục chức, về hưu với chức vụ Phó ban Tổ chức Trung ương, hưởng đãi ngộ như Bộ trưởng. Lý Nam Ương, con gái của Lý Duệ kể, năm 1978, Lý Duệ còn bị quản thúc ở Đại Biệt Sơn. Năm 1979, ông mới được trở về Bắc Kinh, nhận chức Thứ trưởng Bộ Địa lực và bắt đầu tham gia cuộc tranh cãi Tam Hiệp. Lý do phản đối của ông là xây dựng đập này quá tốn kém. Ông cũng nhấn mạnh rằng đập nước sẽ làm ngập lụt nhiều thành thị và đất nông nghiệp màu mỡ, làm cho các lưu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử bị ngập lụt, không giúp ích nhiều cho vận tải thủy. Khi Quốc hội Trung Quốc thông qua dự án với số phiếu phản đối lên đến 1/3, Lý Duệ dặn con cháu, các người phải nhớ, Lý Duệ phản đối dự án Tam Hiệp cho đến chết. Trong đội ngũ những người chống lại dự án, người ta cũng nhắc đến tên nhà sinh thái học, viện sĩ Hầu Học Dục. Ông là một trong số ít người từ chối ký tên vào báo cáo môi trường vì cho rằng báo cáo sai sự thật, đánh giá không đúng phạm vi ảnh hưởng tới môi trường cũng như thiếu các giải pháp cụ thể. Cũng cần phải nhắc đến nhà báo, kỹ sư Đái Tình, người đã xuất bản cả một cuốn sách tập hợp các chỉ trích nghiêm khắc của các nhà khoa học Trung Quốc đối với dự án này. Đái Tình cũng bị bỏ tù vì những ngôn luận nghịch nhĩ.
Vương Duy Lạc, một chuyên gia về thủy lợi định cư ở Cộng hòa Liên bang Đức, nói rằng khi Trung Quốc khăng khăng xây dựng dự án Tam Hiệp, họ đã không theo kịp tư duy mới về phát triển. Vào những năm 60 của thế kỷ 20, theo các nhà khoa học thế giới, xây dựng những đập thủy điện lớn dần trở thành một mô hình bên lề và bị bỏ rơi. Một điểm nữa mà Vương Duy Lạc đề cập là vấn đề kinh phí đầu tư. Theo ông Vương, chi phí cuối cùng của việc xây dựng đập lớn hơn lợi nhuận mà nó mang lại. Những nhà bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ văn hóa thế giới cũng lên tiếng phản đối dự án, nhưng tất cả chỉ như nhân vật Đông Ki Sốt chống lại cối xay gió. Kể từ khi xây dựng đập Tam Hiệp, khí hậu bất thường đã xảy ra hàng năm ở trung và hạ lưu của sông Dương Tử, thảm họa thường xuyên xảy ra, hàng triệu người chuyển cư, mất đất canh tác, không có việc làm, không có tương lai, gây ra một cuộc khủng hoảng xã hội lớn. Ô nhiễm nước, động đất do hồ chứa, mực nước dâng cao gây ra lở đất và sụp đổ, mở rộng các khu vực ngập nước hồ chứa, hạn chế vận chuyển sông Dương Tử, làm biến mất các di tích lịch sử. Cái chết của động vật và thực vật quý hiếm đã gây ra nhiều thảm họa sinh thái. Các nhà môi trường cảnh báo, đập Tam Hiệp làm giảm dòng chảy phù sa của sông Dương Tử đến mức 50%. Nó cũng tác động nghiêm trọng tới hệ sinh thái ven sông và ven biển. Nghiên cứu công bố tháng 4 năm 2006 trên tạp chí Geophysical Research Letter cho thấy lượng phù sa ở các khu vực hạ lưu sông Dương Tử ở nhiều nơi chỉ bằng một nửa so với trước khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Những thay đổi mà việc xây dựng đập Tam Hiệp mang lại cũng có thể tổn hại cho ngư trường ven biển và các vùng đất ngập nước ven biển. Tháng 7 năm 2011, Quốc vụ Viện Trung Quốc phải công bố bản kế hoạch hoạt động tiếp theo của đập Tam Hiệp, hứa hẹn sẽ chi 1,24 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 175 tỷ đô la Mỹ để khắc phục các vấn đề xã hội và môi trường do con đập khổng lồ gây ra. Sức chịu đựng trước những cơn lũ. Đập Tam Hiệp giống như một pháo đài sắt. Nó được xây dựng bằng 27 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đào 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao tới 181 mét so với nền đá. Ngoài ra, đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông và mỗi phần của đập có thể đảm bảo sự ổn định của nó tùy thuộc vào trọng lực của đập. Ngay cả khi một phần bị hư hại, toàn bộ con đập sẽ không sụp đổ và nó có thể được sửa chữa trực tiếp. Đập Tam Hiệp có sức chứa 22,15 tỷ mét khối và dung tích nước tối đa 39,3 tỷ mét khối. Với những trận lũ thông thường, đập Tam Hiệp có thể kiểm soát hoàn toàn. Trong trường hợp lũ lớn, các biện pháp ngăn lũ và trữ lũ sẽ được thực hiện để giảm lũ. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp và các hồ chứa trong lưu vực sông Dương Tử chưa đến 20% lưu lượng nước hàng năm của sông. Nếu một trận lụt nghìn năm có một xảy ra, phần chính của đập Tam Hiệp sẽ không bị phá hủy, nhưng chức năng của nó sẽ bị ảnh hưởng. Việc xây dựng đập được báo cáo là có chất lượng kém, với các vết nứt lớn đã xuất hiện trong thân đập vào năm 2000, đã dẫn đến các chỉ trích trong tiên tri các thảm họa tiềm ẩn tương tự như đối với đập Bản Kiều năm 1975. Có hai rủi ro đã được thống nhất xác định đối với đập, đó là mô hình châm tích vẫn chưa được kiểm tra kỹ và đập này nằm trên đứt gãy địa chấn. Châm tích quá nhiều có thể che lấp các cửa xả nước và nó có thể gây tổn hại cho đập trong một số tình huống. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự cố của đập Bản Kiều năm 1975 đã làm hỏng 61 đập nước khác và gây ra cái chết cho hơn 200.000 người. Ngoài ra, trọng lượng của đập và hồ chứa nước về lý thuyết có thể sinh ra địa chấn cảm ứng giống như đã xảy ra với đập Khe ở Lesotho. Điều tồi tệ nào sẽ xảy ra? Các vị lãnh đạo như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng quyết định thực hiện dự án Tam Hiệp, không tin rằng có ai đó trên thế giới dám tấn công Tam Hiệp. Lý do đầu tiên là đập Tam Hiệp được làm cực kỳ vững chắc, tên lửa của NATO không thể phá nổi. Hai là chiến tranh có thể dự liệu được. Thứ ba, mọi người đều sợ chiến tranh cực đoan, đặc biệt là phương Tây. Nhưng đập Tam Hiệp có một số điểm yếu chết người, nó khác với cấu trúc của nhiều đập trọng lực bê tông trên thế giới, với 26 ống dẫn nước của máy phát điện cũng như nhiều ống xả lũ và ống xả cát được lắp đặt trong đập. Đường kính của các ống thoát phải đủ lớn để bảo đảm công suất xả lũ là 110.000 m khối mỗi giây. Nói một cách hình tượng, đập Tam Hiệp giống như một miếng phô mai Hà Lan có nhiều lỗ, tính vững chắc kém. Ngoài ra, đập Tam Hiệp có 3 máng với độ sâu 55 m và chiều rộng 34 m, một cho thang máy nâng tàu và hai cho âu giữ tàu. 3 máng sâu này chỉ sử dụng một lớp thép tấm che đỡ, một khi lớp thép tấm này bị nổ tung, nó có thể gây ra tác động tương tự như vỡ đập. Việc phá hủy lớp thép tấm này không cần bất kỳ vũ khí hạt nhân nào cả. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hơn 10 tỷ mét khối nước hồ sẽ được xả trong một thời gian ngắn, hiển nhiên dẫn đến thảm họa, thiệt hại rất nghiêm trọng. Dự án thủy lợi Cát Châu, hệ thống đường sắt thành phố Nghi Sương, các khu vực phân lũ lụt của các thành phố Chi Thành, Bách Lý Châu, Kinh Châu ở hạ lưu đập sẽ bị nhấn chìm. Lưu lượng tối đa của đỉnh lũ do vỡ đập sẽ đạt 1 triệu đến 2 triệu 370.000 mét khối mỗi giây và dòng lũ sẽ lao về hồ thủy lợi Cát Châu với tốc độ 100 km một giờ. Khi đó lưu lượng dòng chảy vẫn cao 310.000 mét khối mỗi giây, sẽ phá vỡ đập Cát Châu, nhấn chìm Nghi Sương. Tốc độ lũ là 65 km một giờ.
sau 4 đến 5 giờ, mực nước của thành phố Nghi Xương sẽ cao tới 64 đến 71 mét so với mực nước biển. Độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương không đến 50 mét so với mực nước biển. Khi mực nước lũ ở thành phố Nghi Xương đạt 64 đến 71 mét so với mực nước biển thì thành phố này đã chìm sâu 20 mét. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, cư dân của Nghi Xương ít có cơ hội thoát thân vì nửa giờ sau khi đập bị vỡ, nước lũ đã ập đến. Dân số Nghi Xương là 500.000 người. Tổng dung lượng nước trữ của hồ chứa Tam Hiệp là 39,3 tỷ mét khối. Những tính toán ở trên là xem xét ở điều kiện không phải xấu nhất. Lượng nước ở hồ Tam Hiệp chứa 39,3 tỷ mét khối tương đương với lượng nước của sông Hoàng Hà trong một năm. Sẽ xảy ra thảm họa cấp nào nếu nước của dòng sông Hoàng Hà tích trữ một năm đổ ụp trong một khoảng thời gian ngắn? Mặt khác, khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp đối với các chiến lược gia quân sự luôn là chiến trường. Nơi đây cũng là nơi quan trọng nhất để binh lính đồn trú phục vụ. Theo dữ liệu từ năm 1988 đến năm 1989, các đơn vị đồn trú trong khu vực chiếm 100% các sư đoàn dù, 45% số quân đoàn, 28% sư đoàn bộ binh và 20% các sư đoàn thiết giáp. Khi đập Tam Hiệp bị vỡ, đội dự bị chiến lược của quân đội lập tức bị lũ đập Tam Hiệp nuốt chửng trước khi tham chiến. Hậu quả là không thể đo lường. Có người ví von, nền kinh tế Trung Quốc đại lục như cây cung và mũi tên. Cây cung kinh tế là khu vực ven biển, mũi tên là bình nguyên sông Dương Tử. Một khi vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử phải hứng chịu thảm họa vỡ đập Tam Hiệp, cung tên sẽ không còn. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!